Shop hàng Nhật nội địa. Xin chào các bác, hôm nay là ngày 12 tháng 10 tháng 1 năm 2020, là ngày 18 tháng Chạp rồi. Hiện tại em còn một cái chiếc máy rửa bát Panasonic mã NPT8, bóng đẹp như mới các nhé. Các bác nhìn có thể soi gương được luôn. Máy mặt bóng đẹp như mới luôn ạ, như mới tinh, cực đẹp ạ. Kể cả hai bên hông này còn rất là mới. Đấy. Gần như là không có xước sát gì đâu ạ. Một cái chiếc máy rất là đẹp. Yeah. Cái chiếc máy gần như là hoàn hảo NPT8 các bác nhá. Đây, con này sản xuất năm 2015, bên trong còn rất là mới. Đây. Sạch sẽ và chức năng hoạt động ok, hoàn hảo. Này, máy đã vệ sinh rất là sạch sẽ rồi, cửa cả mọi thứ chức năng ngon lành. Thì hiện tại bây giờ cũng là cuối năm rồi. Các bác ở xa thì không biết là ngày mai bên bưu điện họ có nhận gửi nữa không. Còn các bác nào gần có nhu cầu mua thì các bác liên hệ em, hiện tại chỉ còn một chiếc duy nhất này thôi. Một chiếc duy nhất TL8 thôi và còn hai chiếc TL7. Con TL8 này bác nào mua được thì cực là tuyệt vời luôn. Máy thì rất là mới, nói chung là đẹp như mới. Đẹp trên 90% luôn về hình thức và chất lượng thì nó nguyên bản. Máy cực đẹp, bóng loáng luôn. Con này em bán là giá 9 triệu 8 mà nhé. Giá 9 triệu 8 không đổi nguồn, không bao ship ạ. Còn một chiếc duy nhất đây là 8 này thôi. Thì đến cái dây điện các bác nhìn này, nó còn rất là mới, đây gần như là dây gần như là không dùng đến mấy. Cái dây này là cái dây tiếp đất của nó này. Nên bác nào mà muốn không có cảm ứng điện khi mà bác sợ chẳng may mà nó tê tay thì các bác phải đấu tiếp đất. Đấy, vì các cái dòng máy này Nhật nó họ đều làm đấu tiếp đất hết. Như Việt Nam mình thì gần như làm gì có đâu. Đấy, còn đây là cái phích cắm nó này. Con này sản xuất năm 2015, máy rất là mới luôn. Đây, xoay cận cảnh như các bác xem, đấy, trắng tinh, nguyên bản, còn cực đẹp luôn. Đấy. Giá em bán này cực rẻ, cực hợp lý, giá 9 triệu 8. Bác nào có nhu cầu mua thì các bác liên hệ em ở huyện Đông Anh, Hà Nội, ship hàng toàn quốc. Như còn không biết là bưu điện ngày mai họ có nhận được không, thì cũng cận Tết rồi. Ngày Tết thì các bác nào mua máy này về để phục vụ gia đình thì tuyệt vời luôn. Máy rửa cực sạch các bác nhé, cực sạch luôn. Chạy tiết kiệm điện, mỗi lần chạy rửa chỉ hết có nửa số điện thôi và 11 lít nước. Cực sạch, cực tiết kiệm điện. Nên các bác yên tâm, không phải lo lắng gì về vấn đề sạch hay là vấn đề điện hay vấn đề nước. Người Nhật họ làm tất cả mọi sản phẩm đều chú ý đến những vấn đề đấy. Người Nhật họ chấp nhận được thì người Việt Nam mình đương nhiên sẽ phải chấp nhận được. Các bác nào mua rồi thì các bác biết là máy rửa rất là sạch, chứ em cũng không có nói sai. Đấy. Còn duy nhất một con này các bác nhé. Các bác nào mua thì các bác liên hệ. Cảm ơn các bác.